Hoàng thượng cũng muốn tìm bản đồ kho báu. Nói tới nói lui, hoàng thượng cũng tham tài. Chấm có tham tài, nhưng cái tài đó không giống như cô. Cô tham tài là vì hương thân của cô. Chấm tham tài là vì con gia của Đại Thanh, bá tánh trên thiên hạ. Lúc Đại Thanh đánh vào kinh thành này, chỉ có được một tòa thành trống. Toàn bộ châu báu trong cung và quốc khố đều đã bị Sùng Trinh hoàng đế đưa đi trước. Bây giờ thiên hạ mới định, thiên tai nối tiếp nhân quả, quốc khố Đại Thanh trống rỗng. Trẫm có rất nhiều kế sách chấp chính, nhưng đều vì thiếu ngân lượng nên không thể thực hiện được. Nhưng mà Ngao Bái từng nói, ba chiếc chìa khóa này, một chiếc nằm trong tay của Trịnh Kinh Đài Loan, còn một chiếc khác nằm trong tay của Lý Định Quốc, Tấn Dương Triệu Minh, chiếc cuối cùng nằm trong tay của Ngô Tam Quế. Muốn có được ba chiếc chìa khóa này đúng thật là vô cùng khó khăn. Khó khăn thì cũng phải tìm cách. Chỉ cần tìm được ba chiếc chìa khóa, bắt gọn phản tặc phản thành phục minh, vậy thì trẫm sẽ an tâm lo liệu triều chính. Quan trọng nhất là trẫm sửa đường xây cầu, xử lý hạn hán lũ lụt, mở ra thiện đường, có ngân lượng để giảm thuế cho dân. Bây giờ nói thì nghe hay lắm, ai mà biết được sau khi tìm ra kho báu có đem số bạc đó làm chuyện tốt cho dân hay không, hay là lấy nó để cùng bá quan văn võ, hoàng thân quốc thích hưởng lạc trong xa xỉ. Hoàng thượng, thần nhất định dốc hết sức mình giúp cho hoàng thượng tìm đủ ba chiếc chìa khóa. Lão đại, đừng thể hiện vẻ mặt đó trước mặt trẫm được không? Hoàng thượng đừng làm nô tỳ phải tổn thọ. Tại vì nô tỳ với hoàng thượng khác địa vị, nô tỳ không dám tự nhận mình là lão đại gì nữa, mạo phạm tới Long Quy. Trẫm biết trong lòng của cô vẫn còn giận trẫm. Không có, trước mặt hoàng thượng thì nô tỳ chỉ như con gián. Không, nô tỳ chỉ là một con sâu thối. Chỉ cần người nhấc chân lên thì sẽ đạp nô tỳ không còn gì nữa. Vậy sao? Vậy mà sao ngày hôm qua cô còn dám mắng trẫm? Mắng trẫm là kẻ lừa gạt lớn nhất thế gian này. Cô còn xé chiếc quạt của trẫm nữa. Nô tỳ bị điên thật rồi, xin hoàng thượng trị tội, nô tỳ tội đáng muôn chết. Lão đại, lão đại, cô đừng giận trẫm nữa có được không? Cô tưởng trẫm không muốn giết chúng chỉnh đốn quan lại sao? Trẫm muốn, khi mơ trẫm cũng muốn, nhưng hoàng đế không phải làm được mọi chuyện. Thái hoàng thái hậu nói rất đúng, những chuyện trong triều đình rất phức tạp, không đơn giản như vậy, không được quá nóng lòng, nếu không bắt rắn không thành lại bị rắn cắn. Trẫm chỉ đành đi theo từng bước. Cô phải hiểu cho lòng của trẫm. Kỳ Nhi, con hãy nhìn cho kỹ, đây có phải chìa khóa vàng lúc trước ta đưa cho con hay không? Chắc là đúng rồi. Là thật sao? Phụ Dương, Hà Nhi không dám giấu giếm. Lúc đầu phụ dương bảo Hạ Nhi đưa di vật đến kinh thành. Lúc Hạ Nhi kiểm tra di vật đã từng nhìn tới chiếc chìa khóa này, nhưng mà cũng không chú ý cho lắm. Sau đó lúc con gặp Thư Kiến, tức là tổng binh Sơn Tây, Thư Kiến rất quý chiếc chìa khóa này, luôn mang theo bên mình. Con cũng nhìn nó từ xa nữa, ấn tượng đối với chìa khóa vàng cũng không rõ ràng cho lắm. Sau đó phụ dương sai mật sứ cướp lại chìa khóa từ chỗ của Thư Kiến, mật sứ cũng đã lấy chìa khóa đi. Hà Nhi không còn cơ hội thấy nó nữa. Vì vậy cha hỏi Hà Nhi, chiếc chìa khóa vàng này có phải chìa khóa vàng lúc đầu không? Hà Nhi cũng không dám chắc. Những lời con nói là thật sao? Vậy chìa khóa này là giả? Là giả? Vậy cái thật đâu? Ta không biết.
không rõ tung tích. Vậy Phụ Dương thật sự đã quá khinh suất. Năm xưa lúc giết chết Vĩnh Lịch Đế, Phụ Dương thấy hắn có đeo chìa khóa vàng trên cổ. Lúc đó ta đã có nghi ngờ Vĩnh Lịch Đế mang theo nó bên mình nhất định là thứ quý giá, nhưng ta lại không đoán ra rốt cuộc vai trò của nó là gì. Vì vậy khi triều đình kêu Phụ Dương áp giải toàn bộ di vật của Vĩnh Lịch Đế vào kinh, ta đã không giữ nó lại. Phụ Dương, vậy cha biết vai trò của nó kể từ lúc nào vậy? Hơn 10 năm trước, sau khi Phụ Dương giết chết Vĩnh Lịch Đế thì ta đã trở thành nhân vật đầu tiên Liên Minh Chu Minh muốn giết chết để trừ hậu hoạn. Vì vậy Phụ Dương đã đưa người làm gian tế vào Liên Minh Chu Minh. Sau khi các con hộ tống di vật Vĩnh Lịch Đế vào kinh, ta mới nhận được tin từ chỗ gian tế. Năm xưa Sùng Trinh Hoàng Đế tự nhận ra Giang Sơn Đại Minh Lâm Quy đã đem kho báu ở trong cung cất giấu ở một nơi bí mật. Sau đó thì vẽ ra một tấm bản đồ kho báu giấu trong một tráp đồng. Ngoài tấm bản đồ ra, trong tráp đồng đó còn có danh sách các nghĩa sĩ phục binh của Liên Minh Chu Minh. Vậy là chiếc chìa khóa vàng được dùng để mở chiếc tráp đồng? Đúng vậy, tổng cộng có 3 chiếc chìa khóa mở được tráp đồng này. Phải đồng thời dùng tới 3 chìa khóa, nếu như không sẽ phá hỏng cơ quan, hủy đi danh sách và bản đồ kho báu trong tráp. Hài Nhi hành sự bất lực. Thật không ngờ chiếc chìa khóa vàng này có tầm quan trọng đặc biệt như vậy. Vậy mà Hài Nhi lại để người khác đánh tráo ngay trước mặt mình. Phụ Dương có thể khẳng định chìa khóa vàng do con hộ tống lúc đầu chính là thật. Vì vậy sau khi nhận được mật báo, Phụ Dương lập tức cho người phi ngựa nhanh báo tin này cho con biết. Nhưng không ngờ ta vẫn trễ một bước. Lúc người của ta tới nơi, chìa khóa vàng đã lọt vào tay của thừa kiến. Vì đã hết cách, ta chỉ đành cho người giả bọn cướp giết thừa kiến giành lấy chìa khóa vàng. Nhưng chiếc chìa khóa này không còn là chiếc chìa khóa mà Phụ Dương đưa cho con lúc đầu nữa. Hài Nhi hành sự bất lực, xin Phụ Dương giáng tội. Kỳ Nhi, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Con phải nghĩ kỹ lại, suốt dọc đường đi, ngoài trừ con với thừa kiến ra, còn có người nào khác cũng từng chạm vào nó hay không? Chuyện này... Kỳ Nhi, có phải con nhớ ra chuyện gì không? Phụ Dương, trong quá trình đưa di vật vào kinh, nghĩ đi nghĩ lại con vẫn không phát hiện ra có tình huống nào thật sự có vấn đề. Kỳ Nhi à, lần này con vào kinh vô cùng vất vả, Phụ Dương vô cùng hài lòng về con. Ta đã cho người đem phần thưởng dành cho con đưa tới phủ rồi. Con hồi phủ nghỉ ngơi trước đi, nếu nhớ ra chuyện gì quay lại báo Phụ Dương biết. Dạ, Hài Nhi cáo lui. Thiến Ảnh, Thiến Ảnh,
sao rồi? Cô ở đây có quen không? Nếu như thiếu thứ gì cứ nói cho tôi biết. Mẹ của Quynh mang tới cho tôi rất nhiều vật dụng, trang sức và châu báu nữa. Bây giờ tôi không thiếu thứ gì hết. Vậy thì tốt. Nhị công tử à? Quynh làm sao vậy? Hình như sắc mặt của Quynh không được tốt lắm. Không có gì, chỉ tại hôm nay đi gặp gia bị gia mắng cho một trận. Quynh đi đường vất vả tới như vậy, tại sao cha của Quynh còn mắng Quynh nữa? Thì cũng là do chiếc chìa khóa vàng của Vĩnh Lịch Đế thôi. Chìa khóa vàng là gì vậy? Thiên Ảnh, cô còn nhớ không, họ trang sức trong số di vật của Vĩnh Lịch Đế có một chiếc chìa khóa. Lúc đó cô mở ra xem, sau đó chiếc hộp bị rơi xuống đất. Trong số những thứ cô nhặt lên có chiếc chìa khóa này. Vậy sao? Tôi không nhớ cho lắm. Tôi chỉ nhớ sau khi những thứ đó bị rơi xuống thì tôi đã lượm lại bỏ vào trong hộp trang sức đó. Có phải đó là món đồ thư kiến lấy được từ di vật rồi lúc nào cũng mang theo bên mình hay không? Không lẽ là chiếc chìa khóa đó? Đúng vậy. Sau đó hắn bị hành thích, chiếc chìa khóa vàng cũng không biết đã bị ai lấy đi. Phụ dương trách tôi về chuyện đó, nói là khó ăn nói với triều đình. Vụ án thư kiến bị hành thích, hoàng thượng đã biết chuyện, do tuần phủ sơn tây Lưu Đức Chiêu gây ra. Vậy chìa khóa vàng có lẽ nằm trong tay của Lưu Đức Chiêu. Bây giờ hoàng thượng đã tống hắn vào ngục, vậy thì chìa khóa vàng có lẽ nằm trong tay của hoàng thượng. Phụ dương của Quynh chỉ trách Quynh vài câu thôi. Lần đầu tiên tôi ra ngoài làm công vụ, không ngờ lại như vậy. Tôi cũng tự trách mình. Ứng Kỳ à, thành thật xin lỗi, tôi đã lấy chìa khóa vàng, nhưng mà thứ tôi lấy cũng chỉ là chìa khóa giả thôi. Cho dù tôi nói sự thật với Quynh cũng e là Quynh không tin đâu. Không còn sớm nữa, cô hãy nghỉ ngơi đi. Nhị công tử, cái này là gì vậy? Đây là băng cơ tuyết phu cao đã bào chế cho cô. Nếu tôi đã hứa với cô chuyện gì, tôi nhất định sẽ làm được. Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Dương gia, những chuyện xảy ra trong quá trình nhị công tử hộ tống di vật vào kinh chỉ có vậy thôi. Ngài có thắc mắc gì không? Thạch Thanh Hồng,
Suốt dọc đường đi có phát giác vị công tử có gì khả nghi không? Chuyện này thì không. Nhưng mà từ khi nhị công tử gặp được Diệp Thiên Ảnh cô nương, hình như là rất thích cô nương này. Diệp Thiên Ảnh với ca ca ở Diệp Mặc Thành trên đường có điều gì khả nghi hay không? Tỳ chức cảm thấy hai huynh muội này rất bí ẩn, chẳng những võ công cao cường mà còn khó đoán hành tung. Nói cụ thể đi. Vào cái đêm trước khi giao di vật của Vĩnh Lịch Đế tới tay thư kiến tổng binh Sơn Tây, đúng ra di vật để trong phòng công tử. Nhưng mà đêm hôm đó, nhị công tử từng mời Diệp cô nương tới phòng của cậu ấy thắp đèn đánh cờ. Sau đó thì sao? Sau đó huynh muội họ Diệp nói với chúng tôi, họ muốn tới kinh thành tìm người thân, sau đó gặp lại nhị công tử biểu là không tìm được. Tuy chức cảm thấy đây cũng là nghi điểm. Ngươi lui ra trước đi, canh chừng huynh muội này cho kỹ, một khi có động tĩnh lập tức báo tin cho ta. Tuy chức tuân lệnh. Nhị công tử, tình hình Dương gia hỏi chuyện chỉ có bấy nhiêu. Tốt, quả nhiên trung thành với ta. Phụ Dương thưởng cho ta thứ này, bây giờ nó thuộc về huynh hết. Thật sự quá nhiều, thì trước không dám nhận. Sao vậy? Lời phụ Dương nói thì huynh nghe, còn lời ta nói thì huynh không nghe. Đi chứ không dám. Thạch huynh, từ khi phụ Dương sai huynh đi theo ta, ta đã biết huynh tới đây để làm gì. Nhị công tử, mặc dù ti chức trung thành với Dương gia, nhưng từ khi đi theo nhị công tử đây, ti chức chưa từng nói xấu cậu ở trước mặt Bình Tây Dương. Ta biết chứ, nếu không thì huynh cũng không sống tới hôm nay. Nhị công tử, câu này nghĩa là sao? Nếu như ta nhớ không lầm, huynh còn một cái tên khác là Phó Hoành Bá. Sao cậu biết chuyện này? Chẳng những ta biết tên huynh là Phó Hoành Bá, từng là đại vương ở Phục Hổ Sơn, ta còn biết là huynh từng tấn công quân Chuyển Lương của cha ta, cũng từng tấn công cha ta. Vết sẹo trên vai cha ta hiện nay cũng là kiệt tác của huynh mà. Sau đó huynh thấy cha của ta càng ngày càng có thế lực ở Vân Nam, huynh liền đổi danh tánh, lấy tên Thạch Thanh Hồng đầu quân cho cha ta. Nếu như cậu đã biết hết, tại sao không vạch trần tôi? Đó là tại vì huynh cũng rất tốt với ta. Thạch Thanh Hồng, ta chỉ hỏi huynh một câu, giữa ta với cha ta, huynh muốn trung thành với ai hơn? Y chức nguyện luôn trung thành với công tử. Tốt. Vậy thì kể từ hôm nay, trên thế gian này không còn Phó Hoành Ba, chỉ có Thạch Thanh Hồng. Chỉ quan, đây chính là số dược liệu Ngô Ứng Kỳ cho người đưa từ Chân Nam tới kinh thành. Cô coi thử, có phải dược liệu cô muốn dùng để làm băng cơ Tuyết Phù Cao hay không? Dương ca ca, chuyện phân biệt thuốc thì muội không giỏi bằng huynh, huynh xem giùm muội đi. Được. Thank you.
Hồi bấm hoàng thượng, những thứ dược liệu này đúng là dược liệu cần có để làm tuyết phu cao. Nhưng mà chỉ thiếu tuyết phu thảo là dị thuốc quan trọng nhất. Vậy phải làm sao? Bằng cơ tuyết phu dưỡng nhan cao không thể bào chế được hả? Không đâu, Dị Quan, cô khoan nóng lòng đã. Lát nữa trẫm bảo Ngô Ứng Kỳ tìm cách khác. Nô tỳ không dám làm phiền hoàng thượng. Hoàng thượng từng nói không phải chuyện gì cũng làm được, có rất nhiều chuyện người không thể làm được. Vì vậy hãy đợi sau khi nô tỳ xuất cung, nô tỳ từ từ tìm. Chị Quan, chị Quan, cô phải nói như vậy với trẫm mới được hay sao? Hoàng thượng, thần muội chỉ nhất thời chưa thông suốt, chờ thần từ từ khuyên bảo lại. Lý Thái Y, chỉ có Khanh hiểu cho nỗi khổ của trẫm. Thần lớn lên từ chốn giang hồ, vì vậy thần hiểu rõ sự đời hơn muội muội của mình. Đâu đâu cũng có nhân quả, những người sống trên đời ai cũng có nỗi khổ riêng. Nếu Ngô Ứng Kỳ đã bắt đầu hỏi về chuyện chìa khóa, rõ ràng đã nghe chúng ta rồi. Đề nghị chúng ta phải rút lui, nếu không sẽ không đi được đâu. Không được đâu, chúng ta vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ, không được bỏ dở nửa chừng như vậy. Mặc dù Ngô Ứng Kỳ hơi nghi ngờ chúng ta, nhưng vẫn chưa nói trắng ra, mà còn tặng băng cơ tuyết vô cao nữa, chứng tỏ quân ấy không có chứng cứ. Nếu bây giờ chúng ta bỏ đi, sẽ chứng tỏ điều quân ấy nghi ngờ là thật. Được, chúng ta quan sát xem sao. Nhưng nếu như tình thế thật sự không ổn thì chỉ đành bỏ nhiệm vụ, rút lui trước tính sao? Lý Thái Y, trẫm có một nhiệm vụ quan trọng, cần có người đặc biệt mới hoàn thành được. Người này phải có võ công cao cường, có dũng có mưu. Điều quan trọng nhất là phải tuyệt đối trung thành với trẫm. Một khi sự việc bị lộ, không thể nói ra đó là lệnh của trẫm. Trẫm suy đi nghĩ lại, chỉ có Khanh thích hợp nhất. Khanh có bằng lòng giúp trẫm hay không? Thần quyết không khước từ. Chiếc tráp đồng này là vật do Tiền Triều để lại. Trong đó không chỉ có danh sách Chu Minh liên minh đang trà trộn khắp nơi, mà còn có bản đồ kho báu. Tên Sùng Trinh hoàng đế này lúc còn sống thì làm hôn quân, không ngờ trước khi hắn chết lại vô cùng thông minh, để lại một chiếc tráp đồng và chìa khóa vàng dùng để phục quốc. Vì vậy trẫm nhất định phải lấy được 3 chiếc chìa khóa, mở tráp đồng này ra. Hoàng thượng cũng muốn tìm bản đồ kho báu, nói tới nói lui, hoàng thượng cũng tham tài. Trẫm có tham tài, nhưng cái tài đó không giống như cô. Cô tham tài là vì hương thân của cô, trẫm tham tài là vì con dân của Đại Thanh, bá tánh trên thiên hạ. Lúc Đại Thanh đánh vào kinh thành này, chỉ có được một tòa thành trống. Toàn bộ châu báu trong cung và quốc khố đều đã bị Sùng Trinh hoàng đế đưa đi trước. Bây giờ thiên hạ mới định, thiên tai nối tiếp nhân quả, quốc khố Đại Thanh trống rỗng. Trẫm có rất nhiều kế sách chấp chính, nhưng đều vì thiếu ngân lượng nên không thể thực hiện được. Nhưng mà Ngao Bái từng nói, 3 chiếc chìa khóa này, một chiếc nằm trong tay của Trịnh Kinh Đài Loan, còn một chiếc khác nằm trong tay của Lý Định Quốc, Tấn Dương Triệu Minh, chiếc cuối cùng nằm trong tay của Ngô Tam Quế. Muốn có được 3 chiếc chìa khóa này đúng thật là vô cùng khó khăn. Khó khăn thì cũng phải tìm cách. Chỉ cần tìm được 3 chiếc chìa khóa, bắt gọn phản tặc phản thành phục minh, vậy thì trẫm sẽ an tâm lo liệu triều chính. Quan trọng nhất là trẫm sửa đường xây cầu, xử lý hạn hán lũ lụt, mở ra thiện đường, có ngân lượng để giảm thuế cho dân. Bây giờ nói thì nghe hay lắm, ai mà biết được sau khi tìm ra kho báu có đem số bạc đó làm chuyện tốt cho dân hay không, hay là lấy nó để cùng bá quan văn võ, hoàng thân quốc thích hưởng lạc trong xa xỉ. Hoàng thượng, thần nhất định dốc hết sức mình giúp cho hoàng thượng tìm đủ 3 chiếc chìa khóa. 3 chiếc chìa khóa này phải tìm từng chiếc một. Bây giờ Lý Định Quốc hành tung bất định, Trịnh Kinh xa tận Đài Loan, chỉ có bên Ngô Tam Quế là dễ lấy được nhất. Ý của hoàng thượng là muốn thần tới Bình Tây Dương phủ lấy trộm chìa khóa. Trẫm không thể hạ chỉ bảo Ngô Tam Quế giao chìa khóa. Nếu như làm vậy, hắn sẽ diễn cớ nói với trẫm chiếc chìa khóa vàng này đã bị người của Lưu Đức Chiêu cướp mất ở Sơn Tây,
cho nên trẫm phải sai người âm thầm đi đánh cắp.